Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình và tiếp theo đây là phần tin liên quan đến Hoa Kỳ. Phụ nữ trốn trong tòa lãnh sự của Trung Cộng ở San Francisco đã bị bắt. Thưa quý vị, một người phụ nữ gốc Trung Cộng tự xưng là nhà nghiên cứu từng chạy vào ẩn náu trong tòa lãnh sự của Trung Cộng ở San Francisco sau khi bị cơ quan FBI thẩm vấn, hiện đã bị chính quyền của Hoa Kỳ giam giữ và sẽ ra tòa hôm thứ Sáu 24 tháng 7, theo một giới chức cao cấp của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết. Theo hồ sơ nộp tại tòa ở San Francisco hồi tuần này, thì bà Hoan Thang, một người làm việc trong chương trình nghiên cứu tại trường đại học UC Davis, đã khai gian trong đơn xin visa là bà không từng phục vụ trong quân đội của Trung Cộng. Tuy nhiên, giới hữu trách của Mỹ đã tìm thấy hình ảnh của bà này trong bộ quân phục Trung Cộng và sau đó cũng biết được rằng bà này từng là nhà nghiên cứu của trường đại học y khoa không quân của Trung Cộng. Được biết bà này chỉ bị truy tố tội gian dối visa. Tuy vậy, nhiều nguồn tin cho biết là đây chính là hình thức gián điệp mà Trung Cộng gài người vào để mà ăn cắp những thông tin mật tại các trường đại học và viện nghiên cứu của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump yêu cầu Quốc hội cung cấp 105 tỷ Mỹ Kim cho các trường học. Tổng thống Donald Trump vào thứ Năm cho biết ông yêu cầu Quốc hội cung cấp 105 tỷ Mỹ Kim cho các trường học trong phạm vi dự luật cứu trợ đại dịch sắp tới. Nếu các học khu địa phương không tái mở cửa, thì ngân quỹ nên dành cho phụ huynh để họ có thể theo đuổi những lựa chọn giáo dục khác. Tổng thống Trump nói rằng nếu trường học không tái mở cửa, ngân khoản nên chuyển đến cho phụ huynh để họ gửi con em mình đến các trường công, trường tư, trường bán công, trường tôn giáo hay tại gia. Tất cả các gia đình nên được trao quyền để đưa ra quyết định phù hợp với hoàn cảnh của họ. Tại buổi họp báo về tình hình đại dịch tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống cho biết một số học khu tại những tiểu bang đang là điểm nóng của đại dịch và có thể cần hoãn tái mở cửa trong vài tuần và quyết định này nằm trong tay các thống đốc. Cơ quan CDC thúc đẩy mở cửa trường học trở lại vì cho rằng trẻ em không ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Tuy nhiên, những chỉ dẫn mới của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh CDC công bố vào ngày hôm qua 23 tháng 7 lại là đề nghị giới chức của địa phương nên xem xét việc đóng cửa trường học hoặc là duy trì đóng cửa nếu có sự lây lan và lan truyền không kiểm soát được. Giám đốc của CDC, đó là bác sĩ Robert Redfield, nói trong một tuyên bố rằng việc mở cửa trường học vào mùa thu này rất là quan trọng đối với lại sức khỏe cộng đồng. Các trường học đóng cửa làm gián đoạn cuộc sống bình thường của học sinh, phụ huynh và tạo ra hậu quả tiêu cực đối với lại thanh thiếu niên. CDC chuẩn bị làm việc với lại các trường để mà mở cửa lại an toàn trong khi vẫn có thể bảo vệ được những người dễ bị virus tấn công nhất. Theo CDC, thì trẻ em có nguy cơ lây nhiễm thấp và theo dữ liệu của CDC, thì số trẻ em và thiếu niên dưới 18 tuổi mắc COVID-19 chiếm dưới 7% và số ca trẻ em tử vong có liên quan tới dịch COVID-19 là dưới 0.1%. Tổng thống Donald Trump hủy Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Florida. Tổng thống Donald Trump vào thứ Năm 23 tháng 7 tuyên bố sẽ hủy Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Jacksonville, Florida, dự trù diễn ra vào tháng 8 vì COVID-19. Tổng thống Trump phát biểu tổ chức đại hội vào thời điểm đó là không đúng lúc và không có gì quan trọng hơn bảo đảm an toàn cho người dân. Ông cho biết sẽ tìm cách nào đó đọc diễn văn để chính thức nhận đề cử làm ứng cử viên Tổng thống cho Đảng Cộng Hòa. Theo giới phân tích, quyết định của Tổng thống Trump là trở ngại lớn cho ban tranh cử của ông vì trước đó họ hy vọng là sẽ nhân đại hội ở Jacksonville khởi động lại chiến dịch tranh cử. Tổng thống Trump cho biết thành viên Đảng Cộng Hòa vẫn sẽ tập trung tại North Carolina để chính thức đề cử ông làm ứng viên Tổng thống. Và tính đến thứ Năm, Hoa Kỳ đã có hơn 4 triệu người nhiễm COVID-19 và gần 150.000 người đã tử vong. Tiền trợ cấp 1.200 Mỹ Kim có thể được thông qua đầu tuần sau. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Steve Mnuchin đã xác nhận là tiền trợ cấp cho mỗi người dân sẽ là 1.200 Mỹ Kim. Và phía Dân Chủ cũng đã đồng ý với số tiền này, cho nên dự luật sẽ sớm được thông qua và có thể là vào ngày thứ Hai tới đây. Hầu hết thì các điều kiện để được nhận 1.200 đợt thứ Hai này cũng sẽ tương tự như đợt thứ nhất từng được thi hành hồi tháng 3. Theo đó, thì với tổng lợi tức cho gia đình dưới 75.000 một năm, thì mỗi người đóng thuế được 1.200 đồng. Vợ chồng cùng khai thuế sẽ được 2.400, trẻ em dưới 17 tuổi còn lại thuộc vào cha mẹ được một số tiền lên tới 500 Mỹ Kim mỗi em. Các nguồn tin từ Hoa Thịnh Đốn cho thấy tiền thất nghiệp cũng được bao gồm trong ngân sách kích thích kinh tế. Tuy nhiên, người thất nghiệp không thể lãnh 600 đồng mỗi tuần như là trước đây. Có thêm 1.4 triệu người đã mất việc làm trong tuần qua. Theo Bộ Lao động cho biết vào thứ Năm, 1.4 triệu người Hoa Kỳ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua.
Và đây là tuần thứ 18 liên tiếp có số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cao hơn 1 triệu người. Con số này cũng tăng so với 1.3 triệu người của tuần trước, cho thấy một số cơ sở kinh doanh bị buộc phải giảm tốc độ mở cửa hoặc phải đóng cửa lần nữa do số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh. Tổng cộng khoảng 50 triệu người Hoa Kỳ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tính từ tháng 3 đến nay và hiện ít nhất 16 triệu người vẫn đang nhận trợ cấp. Tiếp theo là tin chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán chiều ngày hôm nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones 26.469.89, tức là giảm 182.44 điểm. Chỉ số Nasdaq ngày hôm nay 10.363.18, tức là giảm 98.24 điểm. Chỉ số S&P 500 ngày hôm nay là 3.215.63, tức là giảm 20.03 điểm. Phân lời công cụ phiếu 10 năm ngày hôm nay là 0.5890, tức là tăng 0.007 điểm. Và giá dầu thô hôm nay là 41 đồng 22 sen, đã tăng 0.15 sen cho một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ hôm nay là 1.899.90 sen cho một ounce, tăng 9.90 sen cho một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào hôm nay là 53.300.000 đồng một lượng, bán ra là 54.300.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam, một đô la hôm nay đổi được 23.260 đồng tiền Việt Nam. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.